Ô, thế mọi người ơi, thế là bến nắng đã có người đến đón rồi mọi người ạ. Bến này đi vào Hồ Chí Minh này. Đây, mình đã chuẩn bị đồ này, sổ tiêm này. Nào, xem nào. Máy xếp còn một cái mọi người ạ. Điều con ở đấy này. Đây. Anh đi vào đây. Đăng à? Đăng ạ. 096 1916 200 1916 200 Quốc Vĩ. Đây mẹ đây. Anh xuống bắt nó ra đi. Đấy. Nhanh lắm, 7 giờ về sáng. Thế là chiều đã có người cọc vào đón luôn rồi. Bé Hải xuống tạm biệt. Mặt nhắn này. Đấy, kêu nhắn nhắn này. Đây. Chụp tấm ảnh á. 2.990.000 có cước. Ừ, cả cước rồi em. Thì bé sẽ vào đây này. Trời Hà Nội bây giờ ấm rồi, không sợ lạnh nữa. Đi rồi thì mình chơi nha. Đi vào đây, trong mẹ. Đi vào thành phố con đây mát nha. Đi vào lấy được tại bản đây. Đây. Đây để mình ký này. Ok. Lông mượt lắm. Đây phần câu này. Hóa đơn này và sổ tiêm này. Sổ theo dõi sức khỏe này. Đó. Ok. Xong hóa đơn này nha. Tầm đêm là đã đón lúc đấy rồi nha. Nông mượt lắm. Rồi đấy chơi nha. Đấy. Quấn người cực này. Đây là một bé cái. Kêu đấy. Còn một cái. Đâu một cái. Bye. Một bé vào Hồ Chí Minh tiếp nha mọi người.